Xin kính chào tất cả quý vị, tất cả các chú anh chị đang xem kênh. Thì đối với cái thông tin liên quan đến câu chuyện cô Nguyễn Phương Hằng xuất cảnh ra nước ngoài, cho đến thời điểm này đó thì rất nhiều những cái thông tin trên mạng xã hội khác nhau. Còn ngoài dự đoán thì một số những cái thành phần họ đã lên trên mạng và nói rằng là bà Nguyễn Phương Hằng đã trốn đi nước ngoài. Rồi có những cái thông tin là cho rằng là bà Nguyễn Phương Hằng đi Đà Lạt chứ không phải là đi nước ngoài. Tại vì là hiện tại là bà Hằng không được đi nước ngoài khi mà vừa mới ra tù đó, thì đang trong cái diện gọi là được bị quản thúc và không có thể gọi là xuất cảnh được. Thì trên thực tế những cái thông tin này là như thế nào? Nhưng mà đối với những cái giả thuyết đó đó cô chú anh chị, thì nó còn chưa kinh khủng bằng một cái thông tin mà ngày hôm nay Đinh Lan vừa mới công bố. Đó chính là bà Nguyễn Phương Hằng không phải đi nước ngoài mà hiện tại là đang ở Đà Lạt. Cái video mà cô chú anh chị thấy là xuất hiện trên một số các nền tảng, bà Nguyễn Phương Hằng xuất hiện tại sân bay đó, thì Đinh Lan nói rằng là Đinh Lan đã điều tra được rồi, là bà Hằng đang ở Đà Lạt để mà dưỡng thai. Đây là một thông tin khá là chấn động nha cô chú anh chị. Và trên thực tế thì bà Nguyễn Phương Hằng đó hiện tại bây giờ là đang ở đâu, đang ở nước ngoài hay là ở Việt Nam hay là đang ở Đà Lạt, rõ ràng chúng ta thấy rằng là cứ mỗi lần mà cô Nguyễn Phương Hằng xuất hiện, cái tên của bà Nguyễn Phương Hằng vẫn là một trong những cái chủ đề mà rất được cái sự quan tâm từ người yêu thương cho đến là những người ghét bỏ, đặc biệt là những cái cá nhân mà gọi là công kích, tấn công bà ấy suốt một khoảng thời gian dài, cho đến các nền tảng mạng xã hội vẫn dựa vào cái tên của bà Nguyễn Phương Hằng để mà câu view kiếm tiền, mặc dù chẳng có ai biết được sự thật là bà Nguyễn Phương Hằng bây giờ đang ở đâu hết trơn cô chú anh chị. Nhưng mà ngày hôm nay thì Thanh Nguyên cũng sẽ nói rõ cho cô chú anh chị bà Nguyễn Phương Hằng đang ở đâu và mục đích bà ấy đi như vậy đó là để làm gì, và cái câu chuyện bà ấy có bị cấm là không được xuất cảnh hay là đang bị quản thúc hay là không. Trước tiên đó thì xin mời quý vị chúng ta cùng đến với một nội dung khá là sốc. Đinh Lan thông báo rằng mình đã điều tra được là bà Nguyễn Phương Hằng đang ở đâu nha. Nguyễn Phương Hằng hiện tại bây giờ bản án phúc thẩm ngày 4/4/2024 đã được hủy tại tòa án tối cao tại Hà Nội, đã được hủy rồi. Nhưng mà vì Đinh Lan, những cái văn bản đó nó liên quan tới rất là nhiều người, tại vì khi hủy một bản án ở giám đốc thẩm thì nó liên quan tới án sơ thẩm, liên quan tới cơ quan cảnh sát điều tra của công an thành phố Hồ Chí Minh, liên quan tới nhiều người, và tòa sơ thẩm tại tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và phúc thẩm tại tòa án nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh. Cho nên việc hủy án này báo chí không đưa tin, và Đinh Thị Lan biết được tin là án đã bị hủy. Cho nên bằng cái thông báo này, Đinh Lan nói Nguyễn Phương Hằng với mặc cái trang phục và một cô trợ lý mặc mặt đó đi ra ngoài sân bay để đi lên Đà Lạt để nghỉ dưỡng, lấy lý do là về sức khỏe. Ví dụ như là bây giờ mình nói ok, mình mới thụ tinh trong ống nghiệm, bây giờ mình đi lên trên đó mình nghỉ dưỡng để cho thay đổi môi trường, để cho tốt cho thai nhi vẫn được. Cho nên nhìn cái trên TikTok, mọi người phải nhìn cái hình ảnh là sân bay đó là sân bay quốc nội nha, không phải là sân bay quốc tế. Đinh Lan sẽ đưa cái hình ảnh để chứng minh Nguyễn Phương Hằng ở sân bay quốc nội bay đi Đà Lạt sáng nay nha. Hồi sáng nay chứ không phải đêm hôm qua nữa, mọi người nói là đêm hôm qua này nọ, chiều hôm qua cũng có chuyến bay, sáng hôm nay cũng có chuyến bay. Cho nên những cái hình ảnh này là những cái người đi bên cạnh trong sân bay quốc nội của sân bay Tân Sơn Nhất. Thì đi Đà Lạt nó có chuyến buổi sáng, chuyến buổi chiều tới sân bay Liên Khương đó. Cho nên việc đi với một cô trợ lý như vậy và với sân bay quốc nội như vậy, tại vì bây giờ có những hình ảnh Đinh Lan sẽ chứng minh được Đinh Lan ở sân bay quốc tế như thế nào, sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất lại ở trên đó nên như thế nào, còn sân bay quốc nội là như thế nào. Do vậy việc mà Nguyễn Phương Hằng bảo bay đi châu Âu mà Phạm Hoàng Khang trên lang thang đường phố mới tấn công Đinh Lan sáng nay là hoàn toàn bịa đặt. Nguyễn Phương Hằng đi khỏi nơi cư trú có sự xác nhận của địa phương, Ủy ban Nhân dân Thủ Dầu Một xác nhận, là tại vì Nguyễn Phương Hằng vẫn còn trong giai đoạn thử thách 2 năm, nhưng mà vì trường hợp đặc biệt Nguyễn Phương Hằng được giảm là 1/3, là 8 tháng. Trong thời gian thử thách Nguyễn Phương Hằng không được đi đâu quá 60 ngày, cho nên việc mà lấy lý do sức khỏe để đi dưỡng thai thì Nguyễn Phương Hằng được phép đi.
Đà Lạt nhưng mà vẫn khai báo và làm những giấy tờ cụ thể. Cho nên việc ngày hôm nay Nguyễn Phương Hằng đi như vậy không phải là để cho các kênh YouTube tấn công lên làng. Những hành vi vi phạm pháp luật của những YouTuber Phạm Hằng Khang trên lang thang đường phố, Phạm Thanh Nguyên, kênh Thanh Nguyên Vlog, Gốc Việt, Sơn Sàng TV, Lý Nắc Vlog, Đại Long An, Bùi Thanh Quỳnh Nhân, Góc Nhìn Riêng Với Huỳnh, Huỳnh Trung Hiếu nên dừng ngay những hành vi vi phạm pháp luật lại. Và kính thưa quý vị, thì đó là một cái video mới nhất của Đinh Lan vừa mới chia sẻ rằng Đinh Lan đã điều tra được bà Nguyễn Phương Hằng đã đi đâu. Bởi vì bà Hằng bây giờ đi đâu á thì cũng phải xin phép về phía cơ quan chức năng ở nơi mình cư trú, bởi vì đang trong cái thời gian gọi là quản thúc thử thách gì đó của chú anh chị. Vậy thì trên thực tế rằng là hiện tại là bà Nguyễn Phương Hằng có phải là đã xuất cảnh ra nước ngoài hay không, hay là bà ấy là chỉ gọi là dạng như đi trong nước và đi dưỡng thai giống như là Đinh Lan này nói không cô chú anh chị? Thì theo thông tin mà mình đã nhận được và cũng đã chia sẻ trong video sáng ngày hôm nay đó, thì trên thực tế cô Nguyễn Phương Hằng đó bây giờ đó bà ấy muốn đi đâu mà chẳng được cô chú anh chị. Mà cái việc bà ấy có đi Đà Lạt hay đi châu Âu hay đi nước ngoài gì đó, tại sao lại được nhận được cái sự quan tâm và đồn đoán mà tôi thấy rằng có ảnh hưởng gì đến đời tư cá nhân hay là nền kinh tế gì của một số những đối tượng này không cô chú anh chị? Nhưng mà bất cứ mọi cái gọi là cái hoạt động hay là cái động thái nào của bà Nguyễn Phương Hằng thì bây giờ họ đều chú ý và theo dõi. Tại vì sao? Tại vì họ đang rất là lo sợ. Lo sợ cái gì cô chú anh chị? Về cái vấn đề pháp lý đó. Và tất nhiên là cái câu chuyện mà những cái thông tin nói rằng là bà Nguyễn Phương Hằng bỏ trốn sang nước ngoài là cái câu chuyện đó tào lao rồi. Việc gì bà ấy phải bỏ trốn? Và chúng ta biết rằng là tài sản, gia đình bà ấy vẫn còn ở đây, thậm chí là cơ ngơi, rồi một số những cái vấn đề mà kinh tế. Và nếu như bà ấy muốn đi nước ngoài đó cô chú anh chị, thì bà ấy cũng đi công khai thôi, chứ chẳng có thể gọi là trốn làm gì. Trốn có được không? Trốn có được không mà trốn? Nó thẳng ra là vậy. Mà tại sao bà ấy phải trốn? Đó chỉ là những cái lời đồn thất thiệt và muốn hạ bệ uy tín, cho rằng bà Hằng sợ vì cái vấn đề pháp lý. Và cái thứ hai đó chính là muốn khiêu khích, thách thức bà Hằng cũng như là ông Dũng. Chúng ta biết rồi, tụi nó muốn thách thức rằng là cô Hằng phải quay trở lại mạng xã hội, cô Hằng phải đáp trả, chú Dũng phải lên tiếng để tụi nó có cái để mà lên phân tích rồi bôi nhọ, tấn công đủ kiểu. Để làm cái gì? Để mục đích nói rằng là tại vì ông Dũng lên nói, bà Hằng lên nói thì tôi mới phân tích, tôi mới đáp trả. Ông muốn nói rằng là cái câu chuyện mà nói về Đại Nam hay nói bà Hằng và ông Dũng chỉ là cái vấn đề cãi nhau và phản biện thôi. Đó là cái mục đích của họ, bởi vì họ rất là sợ những vấn đề pháp lý ngay thời điểm này. Chúng ta thấy rằng rất nhiều những cái cá nhân đã bị liệt kê, thì bây giờ đó là sợ không dám nhắc tên, né về cái vấn đề pháp lý, không dám nói tên là bà Hằng, ông Dũng. Không nói như dám nói tên là Đại Nam mà họ sửa đổi đủ kiểu. Nhưng riêng về Đinh Lan thì đây là một cái nhân vật mà chúng ta thấy rằng là lâu dài rồi, tấn công một cách kịch liệt mà dường như mà không tấn công bà Hằng hay ông Dũng, hay là mỗi ngày mà Đinh Lan không nhắc tên bà Hằng đó cô chú anh chị, thì Đinh Lan ăn cơm không có được. Nhà Đinh Lan là bắt đầu là không có cái ăn, cho nên là phải buộc ngày nào cũng phải vậy, cũng phải có, hay là bất cứ câu chuyện gì. Kể cả ngày hôm nay nếu mà thật sự là bà Hằng bà ấy có thai đó, cũng chỉ là vấn đề cá nhân, có ảnh hưởng gì đến ai đâu, nếu như có nha. Nhưng mà chú Dũng thì đã tiết lộ cái điều này chúng ta biết rồi. Mà nếu bà ấy có thai thì cái đó là vấn đề cá nhân của bà ấy. Tại sao mang cái câu chuyện cá nhân để mà lên tấn công? Đây có phải là hành vi vi phạm pháp luật không? Thưa chú anh chị, cái việc bà ấy xuất cảnh hay là đi bất cứ cái nơi nào, đi Đà Lạt hay đi châu Âu hay là đi quốc gia nào khác, cũng là cái vấn đề cá nhân của bà ấy. Tại sao mỗi lần bà ấy xuất hiện thì có những cái tin đồn đó rằng bà ấy trốn chạy, bà ấy bỏ trốn, bà ấy đi làm này làm kia? Nhưng mà tôi nói với cô chú anh chị á, ngoài những cái câu chuyện mà bà ấy đi giải trí, đi du lịch như này kia, thì tôi biết được cái thông tin rằng về cái vấn đề pháp lý cũng khá là căng. Họ muốn theo dõi từng ly từng tí động thái của bà Hằng và ông Dũng về cái câu chuyện pháp lý đối với hàng trăm cá nhân. Họ cho rằng đó là những cái câu chuyện đùa giỡn, họ lên họ thách thức. Nhưng trên thực tế trong lòng của từng người đó cô chú anh chị, trong lòng của mỗi người đang vô cùng run sợ và lo lắng.
rằng là trời ơi, không lẽ là ông Dũng ông lên nói chơi, ông làm cái câu chuyện mà cho thiên hạ cười hay sao? Tôi có chú anh chị, từng cá nhân một à, và tất nhiên trong cái danh sách hàng trăm người đó thì tôi tin chắc rằng cũng sẽ có những cái cá nhân để làm tiêu điểm, làm tấm gương cho những cái đối tượng khác. Và những cái tài khoản này tôi tin chắc rằng sau ngày 25 tháng 12 đó, nếu mà không bị xử lý hình sự đó thì cũng phải bị xóa vĩnh viễn khỏi những một số những cái nền tảng mạng xã hội. Bởi vì những cái tên giống như là Lò Bát Tô Lâm nè, rồi nào là gọi là Tổng Cục An Ninh, rồi những cái tên khác nữa để mà giả mạo là các lãnh đạo cấp cao là cái thứ nhất. Cái thứ hai đó chính là giả mạo các cơ quan có chức năng tại Việt Nam của chúng ta. Họ đưa ra những cái thông tin nào là họ dùng luôn cả những cái logo của cơ quan chức năng. Họ đi đưa thông tin mà nhiều người đó họ lầm tưởng đó là những cái thông tin từ phía cơ quan chức năng cung cấp ra. Đó, đó là những cái thông tin giả mạo. Tôi tin chắc rằng những cái tài khoản này sẽ bị xóa bỏ. Cái việc mà thông tin từ phía Đại Nam thông báo ra những cái tài khoản này đã có những cái nội dung thông tin đưa ra xuyên tạc, ảnh hưởng đến an ninh chính trị quốc gia là hoàn toàn có thật. Những cái tên như là Lò Bát Tô Lâm, Tổng cục An ninh Chính trị, An ninh Nội bộ, Công an, gọi là Bình Dương, Công an Thành phố Hồ Chí Minh, đó là những cái thông tin mà những cái tài khoản đó là giả mạo. Như vậy thì theo cô chú anh chị rằng đó, những cái tài khoản này khi mà đến ngày có nghị định 147 xác minh danh tính, số điện thoại rõ ràng thì những tài khoản này có còn hay không? Và mục đích họ giả mạo các cơ quan chức năng để đưa tin để làm cái gì? Có phải chống phá xuyên tạc hay không? Nó mất an ninh chính trị hay không? Vậy thì những cái thông báo từ phía Đại Nam đưa ra, có một số tài khoản tấn công Đại Nam thì trong đó cũng có đưa những cái thông tin liên quan đến gọi là vấn đề chính trị, chống phá đảng, nhà nước. Có đúng không? Rõ ràng chứ còn gì nữa. Nhưng mà nhiều người nói rằng trời ơi, ai chống phá đảng, ai chống phá nhà nước này kia. Họ tự lấp liếm dành cho bản thân và họ lại tự làm cái gì? Binh vực cho những đối tượng đó. Cá nhân của họ đó thì mở miệng ra như Đinh Lan nè. Mở miệng ra thì nói rằng trời ơi, tôi yêu đảng, tôi yêu nhà nước, tôi gọi là phục vụ cho nhân dân cộng đồng. Nhưng mà cô chú anh chị đã thấy Đinh Lan đã làm gì tốt cho đất nước, làm gì tốt cho cộng đồng xã hội chưa? Chưa có gì chứ. Chứ có làm được điều gì? Họ chỉ nói bằng miệng thôi, cái hành động thì không có. Lấy dùng những cái ngôn từ, những cái miệng lưỡi của mình để mà lấp liếm cho những cái việc làm của chính mình. Còn Hằng, cô Hằng đó cô chú anh chị, thì cô ấy không có giỏi về các vấn đề ngôn ngữ. Không phải là nói chuyện gọi là không hoạt bát, nhưng mà tính của cô ấy là nói thẳng và thật. Gọi thẳng và nó thô, nhưng mà chúng ta biết được rằng là bà Hằng làm những cái điều tốt cho xã hội cộng đồng khá là nhiều. Và tất cả những cái câu chuyện mà diễn biến lùm xùm nó gây ảnh hưởng đến cá nhân cậu Bảy đến ngày hôm nay cũng chính vì cái sự việc Bảy đã lên tiếng mong muốn rằng cộng đồng xã hội tỉnh ngộ, không ngu mê sẽ không lừa đảo, không bị lừa đảo, không tụ tập, không có cái vấn đề gọi là thần tượng quá nhiều dẫn đến cái câu chuyện mà vi phạm pháp luật, bị lôi kéo, bị kích động, rồi khiến cho ngày hôm nay thì chính bà Nguyễn Phương Hằng lại bị tấn công một cách vô cùng dữ dội chính vì những cái ý định tốt của mình. Còn cái câu chuyện mà liên quan đến cái vấn đề mà bà ấy dưỡng thai ở Đà Lạt thì cũng Đinh Lan đưa ra thôi, chứ nguồn thông tin bây giờ là chưa chính xác. Bà Nguyễn Phương Hằng thì đang ở một nơi mà mình nghĩ rằng khi mà nghe tới đó khiến sẽ nhiều người phải gọi là kinh ngạc và thậm chí là hoảng sợ. Bà ấy không đi một mình, cả chồng, có những người trợ lý, và tất nhiên đó có cả đi cùng với luật sư. Nhưng mà đây thì mình không có tiết lộ rằng là đi để làm gì, đi cùng với luật sư của mình, cùng trợ lý của mình, cũng như là cùng với ông Dũng, chứ không phải là xuất cảnh mình đâu, hai vợ chồng hay là gia đình đâu, mà đi cùng với luật sư của mình nữa. Để làm gì thì có lẽ rằng cô chú anh chị chúng ta sẽ chờ đợi thời gian, sẽ được gọi là làm sáng tỏ, hiểu được rõ từng cá nhân một. Nhiều người bây giờ nói rằng là trời ơi, hù kiện mấy năm nay, chuyện có được ai đâu, con Đinh Lan này đó có làm gì được nó đâu. Rồi những thằng như thằng Thám Tử Cao hay Phan Phong cũng nói kiện, nhưng mà cái câu chuyện ngày xưa thì khác. Cái câu chuyện ngày xưa đó, lúc trước đây đó là bà Nguyễn Phương Hằng bà lên mạng, bà đấu tố,
bà nói người này người kia, bà chửi qua chửi lại. Còn bây giờ đâu có câu chuyện chửi qua chửi lại, bà đâu có nói ai đâu. Các anh chị cứ nghĩ rằng là nhắc đến tên bà Hằng, nhiều người đó thì nó cố kiếm view, nhiều người đều bán hàng. Còn riêng với Đinh Lan thì chúng ta biết rằng nó có cái mục đích khác. Mục đích của nó là không phải là kiếm tiền trên mạng xã hội. Mục đích đó là kiếm tiền đối với những người là muốn hãm hại bà Hằng. Có thể nói là những người cạnh tranh với bà Hằng, những người đứng đằng sau để mà xúi dục con Đinh Lan này hãm hại, tấn công. Nó nói rằng nó hoàn thành nhiệm vụ, nó mới đi nước ngoài. Nhiệm vụ ở đây nó là cái gì? Ngày nào nó cũng làm như vậy. Thì chúng ta hiểu được rằng nhiệm vụ của Lan chỉ là tấn công vào doanh nghiệp, muốn đưa bà Nguyễn Phương Hằng, ông Huỳnh Tiến Dũng vào gọi là vào tù thì Đinh Lan mới được hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng mà để xem rằng thì cái nhiệm vụ của Lan này có hoàn thành hay không, ngày mà Đinh Lan xuất cảnh ra nước ngoài đó thì có được hay không. Bây giờ thử Đinh Lan ra ngoài sân bay đó mua vé máy bay có đi được hay không, được như là bà Nguyễn Phương Hằng hay không. Nghe có chú anh chị, tôi tin rằng bây giờ Đinh Lan đó ra sân bay chưa chắc mua được vé. Và tôi thách Đinh Lan ra sân bay mua vé đó. Nhà cả nhà. Còn ngày hôm nay trên thực tế cái thông tin của Nguyễn Phương Hằng đang ở đâu và làm gì thì mình nghĩ rằng đó, nếu như mà mình chia sẻ cụ thể quá đó thì nó sẽ tiết lộ những cái vấn đề cơ mật ở đây, để cho tụi nó gọi là lấp lửng và tụi nó sẽ gọi là hoảng sợ. Chưa biết rằng là bà Hiển Bãi đi đâu, phải làm gì ta, mà tại sao đi cùng với luật sư của mình nữa ta. Nếu mà đi du lịch không thì đi theo đem luật sư theo làm gì ta. Cô chú anh chị, rồi đó là cái thông tin mà ngày hôm nay mình muốn gửi đến cho tất cả cô chú anh chị xung quanh cái câu chuyện của cô Nguyễn Phương Hằng. Nói chung là mỗi lần mà thấy xuất hiện cái hình ảnh của cô Hằng ra máy bay hay là bất cứ nơi đâu thì cũng vậy, tụi nó đồn xì xào và rất muốn biết cô Hằng ở đâu. Nhưng mà tôi bây giờ tôi không tiết lộ đâu, để khi nào mà cái sự thật đó nó có cái thông tin chính thức, báo chí đăng luôn, nào là công an thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp nhận đơn của bà Hằng hay này kia cái nọ, thì lúc đó là cô chú anh chị sẽ biết được cái sự thật nó sẽ như thế nào ha. Tối nay tôi nghĩ rằng là cũng nhiều người khó ngủ lắm, trời ơi bạn đi đâu vậy ta, đem được xưa ra làm gì ta. Cô chú anh chị xin cảm ơn vị rất là nhiều, hẹn gặp lại tất cả cô chú anh chị trong những nội dung video mới tiếp theo.